Dũng chọc hèn thật, giờ tìm cái những cái đơn giản mà không dám xử lý. Tôi nói bạn này, tôi với chú Dũng chọc đã nói chuyện lại với nhau rồi. Cuối cùng nó là hiểu lầm bạn ạ. Nó là một sự hiểu lầm không đáng có chứ không phải là hai bên cố tình nhá. Nên là bạn bỏ hiểu đi nhá. Còn động của cái những cái nó cũng đâu phải là đơn giản đâu mà bạn cứ làm như là muốn làm gì thì làm ấy nhỉ. Nhìn này bạn hàng ấy nhá. Ok chưa? Không đơn giản đâu. Mấy con cá rô đồng dính tí nước biển cứ tưởng mình là hải sản. Chưa tài đâu. Dũng chọc hèn thật, giờ tìm cái những cái đơn giản mà không dám xử lý. Tôi nói bạn này, tôi với chú Dũng chọc đã nói chuyện lại với nhau rồi. Cuối cùng nó là hiểu lầm bạn ạ. Nó là một sự hiểu lầm không đáng có chứ không phải là hai bên cố tình nhá. Nên là bạn bỏ hiểu đi nhá. Còn động của cái nó cũng đâu phải là đơn giản đâu mà bạn cứ làm như là muốn làm gì thì làm ấy nhỉ. Nhìn này bạn hàng ấy nhá. Ok chưa? Không đơn giản đâu. Mấy con cá rô đồng dính tí nước biển cứ tưởng mình là hải sản. Chưa tài đâu.